bây giờ anh lại nói lại mấy cái ý của anh ấy thì em không nhớ nữa. Cứ nói anh nói ngại chết cũng được. Bỏ mẹ cái chỗ này cái nắng cứ bị ngược. Quay được rồi, cái này tháo, quay được rồi. Tháo rồi để em quay. Đó, bây giờ em đứng ở bên này nó dễ. Em phải đứng vào cái hồ cá thôi. Cho em đi đi. Si. Si đang sốt như thì là dịch virus ấy. Đấy, con si của anh Tân. Con này phải nhìn tận mắt mới nó mới nổi được. Chứ quay phim này không được hết chiều sâu. Vừa đá vừa cây nó rất là hài hòa. Cái bệ nhìn thôi rồi. Cây rất sạch sẽ. Si cắt cút ngon lành rồi. Làm nhanh lắm. Đó. Anh có báo giá không hay là cứ để anh em vào đấy? Không báo giá đâu. Đấy, biết thôi. Vâng. Nói chung là anh em nào mà thiện chí ở đến ngay. Đấy, anh em cứ đến anh Tân, chợ Vạn Phúc Hà Đông, cần thiết số tí tôi để lên. Cái xì rất là... Đây, ý tưởng của anh đây. Cuốn theo chiều này. Rồi, cái cút này thì ngon rồi. Đấy, xì nó làm trướng ở chỗ này này. Cứ cắt được từng vài nhịp vào xong rồi. Trướng. Nó mập, cực kịch. Đấy, phần bệ này, sạch sẽ. Trong này có cấy những viên đá rất là nghệ thuật. Tinh tế, gọi là tinh tế. Đó. Đây này. Đó. Ý tưởng của anh là quay theo chiều này. Quay. Đó. Bán tiền ra sáng sớm này. Hôm qua á? À, qua em có ở đây đâu? Hôm qua ở đằng quê. Qua chợ có to không anh? Có. Đã đuổi chưa? Có đuổi nó không? Hôm qua chủ nhật là công an đi vắng. Con mua đây này. Có quay cái gì hay này? Hôm qua lại phiên to. Nhưng mà đội ô tô là không lên đúng không? Không lên. Qua anh có cây gì hay không? Nhiều. Có ra đi được cây nào hay là vẫn còn? Tranh nhau một lúc đấy để thằng nhau kiểu như là... À hết rồi. Chỉ như hôm trước là bảo là có dịch là gạo nhưng mà đấy á. Không nhưng mà dịch thì cây cảnh chả ảnh hưởng càng đắt. Chỉ có... Vào thằng nhau một lúc đấy. Đấy. Người nó không đi thì là chịu rồi. Đẹp. Có. Có. Ừ, tươi đó. Đấy. Đấy, kinh điển này. Ăn hòn đá rất là đẹp. Vâng, đấy, nhìn này. Đuổi theo cái tá này. Đấy. Đẹp thật đấy. Chung là có tiền ra đây mà tiêu tiền nó đúng địa chỉ đúng không? Đấy. Tí nữa ra xem cái hồ cá kia. Làm cả hồ cá, làm tất. Thì con này chắc mới về. Đã quay hồ cá của anh đi. À đây gì? Đây, làm đá đây. Đấy. Cột đá này rồi. Cái cột đá này hay quá. Đấy, chân chiếc này, nhìn này. Đó.
mời anh em xa gần đến vườn anh Tân nhá, chiêm ngưỡng. Người có mắt thẩm mỹ và tay nghề rất là cao, làm cây, làm đá, làm hồ đủ cả. Hồ coi đây, đây có một cái hồ mẫu cho anh em tham khảo. Đấy. Anh em điền ý một tiền đá đây, ít lâu nữa là ngậm lại ngay, nhiều lắm, rất nhiều cây đấy. Hồ cá đây, nước chảy róc rách. Ừ. À. Đấy, quay lại cái cây ổi vừa được xịt nước chút, nó lên màu được một chút rồi, quay cho bác dễ nhìn hơn. Chính cái hôm mà nó trời mà nó chuẩn bị mưa các bác. Đấy, quay nó lên rất là nét. Đẹp. Đẹp. Vạn tuế, vạn tuế. Đấy, cây cúc của anh Khanh. Xem ra là kỳ đá đấy. Phượng, phượng vĩ nhiều lắm anh em ạ, cứ ra đây thỏa sức ngắm nhìn, giao lưu cái nào thì giao lưu, không cũng là cái nơi học hỏi. Chẳng giao lưu lần này thì giao lưu lần khác, rất là vui thôi, không có gì phải ngại cả. Đấy. Đằng này xem, rất nhiều cây đằng này nữa cơ. Phủi này gấu đây. Đấy, rất nhiều phôi chất lượng đây. Đây là anh Nam. Ơi, đây. Đấy, con xì rất hay. Chân bệ rất ổn. Alo. Đây ạ.
Ta. Cho rồi. À, cái này phải làm hợp đồng, là ngàng phết đấy. Làm cái hợp đồng thì cứ anh em cứ làm đã, xong rồi lấy ra sau vậy. Nay em bảo Tuấn Anh lấy ra rồi, mà hắn không lấy ra được. Cứ tưởng mai có luôn mà, không ăn thua. Vâng, vâng. Đấy, cái việc để làm sau mai anh em cứ cho thông cái đã xong rồi lấy. Em báo 20m là 4. Vâng, nhưng mà đấy. Thì vấn đề là xem hợp pháp nói với anh Nam nào để không anh Nam lại bảo chúng mày đào đi thì công toi. Vâng, vâng, đấy đấy đấy, ý là hôm trước anh em nói 20m đấy. nhân đơn giá 200 đấy, 1m đấy. Đó. Đó. Và rủi ro bị bắt thì tính sau, có chi phí phát sinh thì tính sau. Đấy. Và không để ý là mình cân đối để cho ông Nam ông ok thì mình mới lấy ra dễ. Ông là bảo mẹ chúng mày đào chúng mày sao lấy dễ thì cũng dở hơi. Vâng, vâng. Đấy, thì cố gắng mà. Vâng. Cố gắng mà móc ra mà vui vẻ là được. Vâng, vâng, anh nhá. Vâng, vâng, anh. Alo. Đấy. Ok, xin kết thúc video vườn anh Tân hôm nay ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.